Xong quận 2 để thực hiện một cái cảnh rất là quan trọng ở trong phim, đó là cái cảnh tình cảm của Nam Phong và An Chi. Thì hôm nay phân đoạn của An Chi thì cũng không có gặp nhiều khó khăn, chỉ có người khó khăn nhất đó chính là Bê Trần và Bình An. Bao đầu là anh nhìn nó thôi. Anh ơi, anh cười cho tôi rồi. Cô ấy gặp thế nào, tại đây đâu rồi? Cô ấy có sao không? Tôi muốn hỏi là cô ấy đâu rồi? Cô ấy có sao không? Cách đâu đâu cô ấy đâu rồi? Là quỳnh có sao không? Cái anh nhận được quỳnh yêu rồi hả? Anh nghĩ rằng là cái đoạn này là cái đoạn mà đầu tiên khi mà Nam Phong nhìn cái gì đấy gọi là tình yêu với An Chi. Để chuẩn bị cho phân đoạn này thì mình nghĩ rằng là mình phải chuẩn bị tâm lý, có thể nói làm rất là kỹ, phải có một chút gì đấy cảm tình, phải có một cái gì đấy gọi là thích, là yêu thực sự thì mình có thể là lo lắng diễn viên, bạn diễn của mình. Buộc tóc lại Nam Phong, buộc cái tóc lại. Cắt. Con không biết suy nghĩ à? Con không biết suy nghĩ à? Bóng dầu quá nơi tự nhiên. Lắc nhẹ tay, quạt kề tay. Đây có điểm phần rồi. B
Hold anti you. Action. Thì anh chị phải có cái nét lít qua nhìn được coi ối thằng này đang làm gì vậy nữa, hiểu không? Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ kém, nước từ dưới sông lên và mình thấy là nó rất là remote. Yeah. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Bình An đã bị dầm mưa từ 5 giờ chiều cho đến tận 5 giờ sáng. Ngọc đã ở đây từ 12 giờ trưa cho đến bây giờ là 5 giờ sáng. Ngọc vẫn còn tăng động lắm. Ngọc vẫn còn tăng động lắm, Ngọc vẫn ca hát. Ngọc vẫn còn tăng động lắm. Ngọc vẫn còn ai đó chưa bớt một tăng được.